Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nhiều hộ dân ở xã Xuân Quan, huyện Phan Giang, tỉnh Hưng Yên trồng hoa công nghệ cao cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Thắng lợi của ngư dân ở Thái Bình những ngày xa khơi giáp Tết. Gương học sinh ở Ninh Bình đam mê dự án nuôi chai nước ngọt lấy ngọc. Hội phụ nữ xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định thực hiện mô hình phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế. Hiện nay nhiều hộ trồng hoa ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên mạnh dạn đưa các giống mới nhập khẩu từ nước ngoài vào sản xuất đem lại thu nhập cao. Bên cạnh hơn 40 loại hoa truyền thống như cúc thực dược, ngọc thảo, mai địa thảo, hồng các loại, năm 2010, nhiều hộ dân xã Xuân Quan mạnh dạn đưa các giống hoa mới vào sản xuất như hoa đồng tiền lùn, phong đữa rủ, đèn lồng hoa chuông, hoa triệu chuông, huyền sâm, cẩm trứng khép. Nhiều hộ như ông Oanh, ông Hàm, ông Tuyến, anh Huy, anh Kiên, anh Cường còn tổ chức đi sang các nước Thái Lan, Trung Quốc, Philippines để học nghề trồng hoa bằng nguồn kinh phí tự đóng góp. Sau khi về địa phương áp dụng trồng và chăm sóc các giống hoa công nghệ cao, đều cho hiệu quả kinh tế cao từ 1,5 đến 2 lần so với các giống hoa truyền thống. Với thời gian trồng từ 100 đến 120 ngày, mỗi năm các hộ thu hoạch 3 lứa hoa. Thị trường tiêu thụ thuận lợi, chủ yếu là các tỉnh phía Bắc. Trung bình, 1 hectare canh tác hoa hiện đang cho thu nhập từ 1 tỷ đến 3 tỷ đồng một năm. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, thời điểm này nông dân tại các làng hoa trên địa bàn tỉnh Hà Nam đang tất bật cắt tỉa công đoạn cuối để có những loại hoa đẹp cung cấp ra thị trường vào dịp Tết mang lại thu nhập cao cho gia đình. Đến các làng hoa như Phù Vân, Liêm Trung, Liên Tiết vào những ngày này, đi đến đâu cũng bắt gặp hình ảnh các hộ dân đang cẩn mẫn tỉa cành tuốt lá, nhổ cỏ chăm sóc cho hoa. Mặc dù năm nay nhiều diện tích hoa bị ngập bởi mưa lũ, nhưng bà con cũng đã kịp trồng thay thế để phục vụ nhu cầu Tết. Diện tích trồng hoa năm nay nhìn chung tăng so hơn với năm trước, trong đó nhiều nhất là xã Phù Vân với 39 ha tăng 7 ha, xã Liêm Trung từ 6 đến 7 ha. Trong các loại hoa phục vụ Tết, hoa cúc vẫn là những loại hoa được trồng nhiều nhất, sau đó là hồng, dơn, ly, đào, quất. Theo các hộ dân, hoa cúc dễ chăm sóc, phù hợp với phần đông nhu cầu vào ngày Tết, nên bà con chọn loại hoa này làm chủ lực. Bên cạnh đó, do mang lại hiệu quả kinh tế cao, nên nhiều năm nay, việc trồng hoa ly, tulip cũng được các hộ dân tăng nhanh về số lượng. Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc đang đến gần, với chất lượng không ngừng được nâng cao qua mỗi năm, từ học hỏi và cải tiến kỹ thuật chăm sóc, đưa đến các giống hoa mới vào trồng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường các làng hoa đã sẵn sàng vào vụ Tết. Những ngày giáp Tết, không khí đón xuân của ngư dân vùng biển ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình thêm mặn mòi phấn khởi vì khai thác đánh bắt thủy sản được mùa. Sau 2 ngày đi biển, ra vùng đánh bắt chung vịnh Bắc Bộ, hôm nay đôi tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân Nguyễn Văn Lang ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy đã cập tại bến cá Tân Sơn, huyện Thái Thụy. Đôi tàu ông về bến sớm hơn thường lệ vì đã trúng mẻ cá thu ngay ngày đầu năm 2018 này. Số cá thu bè mà ngư dân Nguyễn Văn Lang đánh trúng ngay khi vào cảng Tân Sơn đã được các thương lái mua với giá 60.000 đồng trên 1 kg. Tôi đi dự trù tôi là đi 2-3 ngày 2 đêm, nhưng mà đi 2 ngày 1 đêm trên 200 triệu, trừ chi phí rồi còn vẫn lãi được trên 200 triệu. Nếu như những năm trước đây vào dịp cuối năm hiếm có phương tiện nào vươn khơi vì gió mùa thì nay đã khác. Việc các ngư dân cải hoán các phương tiện đã giúp họ đủ sức vươn khơi bám biển, vừa giữ vững ngư trường truyền thống, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Thắng lợi ngay từ những chuyến biển đầu năm của ngư dân Thái Bình, qua đó khẳng định chủ trương đóng mới, cải hoán phương tiện to đánh bắt xa bờ là phù hợp. Đây là tín hiệu vui cho bà con ngư dân ở Thái Bình trong việc đánh bắt thủy hải sản của năm 2018. Không chỉ học giỏi toàn diện, em Đinh Thị Kim Ngân, học sinh lớp 9A trường Trung học cơ sở Khánh Lợi, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình còn được biết đến là học sinh say mê tìm hiểu khoa học. Đặc biệt là em đã thực hiện thành công dự án nuôi chai nước ngọt lấy ngọc. Đây cũng là một trong 6 dự án giành kết quả cao nhất tại cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức và được chọn tham dự cuộc thi cấp quốc gia dự kiến tổ chức vào đầu tháng 3 năm 2018.
Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống nuôi cấy ngọc trai, cộng với niềm đam mê với bộ môn sinh học, nhất là khi ở trên lớp được giáo viên hướng dẫn thực hành cụ thể, chi tiết về cấu tạo của trai sông, cơ chế hình thành ngọc trai. Về nhà lại được bố hướng dẫn kỹ thuật, được trực tiếp quan sát quy trình cấy nhân, càng làm cho Ngân khá hứng thú với dự án này. Do việc nhân cấy trai là một việc khó, vì vậy để dự án thành công, Ngân đã chọn trai cóc nước ngọt tầm hơn 1 năm tuổi để nghiên cứu. Từ cách thức nuôi dưỡng theo từng giai đoạn, cách chăm sóc cũng như cấy nhân, mỗi một quy trình đều được em nghiên cứu một cách nghiêm túc và tỉ mỉ. Vì vậy, sau hơn 2 năm chuyên tâm hoàn thiện dự án, tự tay em đã tạo ra được những viên ngọc trai đen, đạt 2/6 tiêu chí, đó là dày và màu đẹp. Qua các chương trình học sinh học lớp 7 là bài trai sông, em đã tìm được một kỹ thuật nuôi cấy trai nước ngọt để có thể tăng khả năng ngậm ngọc của trai. Khi em làm cái dự án này thì tuổi của em còn rất nhỏ, vì vậy nên cũng vướng vào rất nhiều khó khăn. Vì vậy nên là em thường suy nghĩ là nếu mà mình thích, mình cố gắng thì mình sẽ làm được ạ. Đối với Ngân, việc thực hiện thành công dự án đã tạo cơ hội giúp em vừa được học tập, vừa được trải nghiệm, gắn kiến thức với thực tế, được khoa học đến gần với cuộc sống hơn, đồng thời tạo động lực thúc đẩy tinh thần tìm tòi, nghiên cứu của học sinh khác trong nhà trường. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là sẽ diễn ra cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia. Những ngày này, Ngân đang tập trung nghiên cứu để tiếp tục nâng cấp dự án, để ngọc trai có thể đạt được những tiêu chí tốt nhất, đó là tròn, bóng, kích cỡ đạt chuẩn, với hy vọng đạt giải cao trong cuộc thi năm nay. Và dự án sẽ được ứng dụng rộng rãi trong các hộ dân để nâng cao thu nhập. Mái ấm tình thương được khánh thành và trao tặng cho bà Hà Thị Lý, hội viên phụ nữ thôn Thống Nhất, xã Đông Thọ, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, đúng vào dịp đón Xuân Mậu Tuất, là hoạt động ý nghĩa của Hội Phụ Nữ thành phố góp phần giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã huy động nguồn hỗ trợ 40 triệu đồng từ nhóm từ thiện Bước chân yêu thương Hà Nội Sài Gòn, câu lạc bộ gym Hưng Đạt thành phố Thái Bình cùng sự giúp đỡ của họ hàng, cấp ủy chính quyền, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Đông Thọ tập trung ủng hộ xây dựng mái ấm tình thương tặng cho bà Lý. Ngôi nhà mái bằng có diện tích sử dụng 35m² với kinh phí xây dựng trên 100 triệu đồng. Ngôi nhà mới sẽ giúp bà Lý ổn định cuộc sống và an hưởng tuổi già. Cũng vào dịp đón Xuân Mậu Tuất, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cùng nhóm từ thiện Bước chân yêu thương Hà Nội Sài Gòn và câu lạc bộ gym Hưng Đạt đã thăm tặng quà gia đình ông Phạm Văn Lành ở tổ 3 phường Đề Thám có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bản thân ông bệnh tật và 2 con đều bị khiếm thị. Đây là địa chỉ được nhóm từ thiện hỗ trợ trong 5 tháng, mỗi tháng 2 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn đem đến một cái Tết đầm ấm, vui tươi, trọn vẹn, nghĩa tình, tỉnh đoàn Ninh Bình phối hợp với các đơn vị nhà hảo tâm vừa tổ chức tặng quà cho các gia đình, các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Ninh Bình và các huyện Hoa Lư, Tà Viễn. Đoàn đã trao tặng 150 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Món quà tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa động viên, khích lệ tinh thần, qua đó mong muốn các gia đình, các em học sinh có thêm động lực, tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, phấn đấu học tập đạt nhiều thành tích cao, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc ta. Thời gian tới, tỉnh đoàn tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp tặng quà ở các địa phương trong tỉnh nhằm mang đến một cái Tết ấm áp, nhiều niềm vui cho người dân. Đến thời điểm này, quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng mô hình xã hội học tập đã thực hiện được 2 năm. Bắc Ninh là một trong những tỉnh thực hiện khá hiệu quả mô hình này với việc xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập. Và cũng đã có những cách làm sáng tạo trong thực hiện xây dựng mô hình phù hợp với đặc thù địa phương, đơn vị. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác khuyến học trong thực hiện quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập là việc xây dựng quỹ khuyến học. Quỹ khuyến học phát triển mạnh mẽ sẽ là nền tảng để các địa phương thôn làng làm tốt công tác khen thưởng, động viên khích lệ phong trào học tập. Tại huyện Tiên Du, từ việc huy động sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương cùng công tác xã hội hóa khuyến học, năm 2016, Tiên Du đã hình thành đi vào hoạt động và cho ra mắt quỹ khuyến học khuyến tài Nguyễn Đăng Đạo với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng. Cùng với các nguồn quỹ từ trong mỗi dòng họ, cộng đồng,
đơn vị địa phương thì đây sẽ là nguồn lực quan trọng để các cấp khuyến học huyện đẩy mạnh làm tốt công tác khuyến học khuyến tài trên địa bàn. Bắc Ninh được đánh giá là một trong những tỉnh có phong trào khuyến học mạnh trong cả nước. Toàn tỉnh hiện có hơn 300.000 hội viên khuyến học với 1.551 chi hội, đạt tỷ lệ 27,27% dân số. Bắc Ninh cũng hiện có gần 127.000 gia đình, 2.557 dòng họ, 593 đơn vị và 439 cộng đồng học tập, đạt 64,28% tổng số đơn vị trong toàn tỉnh. Kết quả này càng khẳng định bước phát triển mạnh mẽ công tác khuyến học khuyến tài của tỉnh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Việc thực hiện có hiệu quả quyết định 2 tháng 1 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng các mô hình khuyến học sẽ góp phần tạo nền tảng đưa phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh lên tầm cao mới, xứng với truyền thống tỉnh Bắc Ninh văn hiến, hiếu học và khoa bảng. Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đã được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh Hà Nam tích cực tham gia hưởng ứng. Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong năm 2017, các cấp hội đã có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, tạo được sức lan tỏa như tọa đàm, phụ nữ làm theo tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh, nói chuyện chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ, hội thi kể chuyện về Bác, giao lưu văn nghệ Hồ Chí Minh sống mãi trong tim mọi người được đông đảo hội viên phụ nữ hưởng ứng. Đồng thời phát động tới 100% các cơ sở hội viết trên 1.480 bài tham gia cuộc thi viết những tấm gương làm theo Bác. Đối với hoạt động làm theo có rất nhiều mô hình thực hiện hiệu quả như mô hình heo đất tiết kiệm, ống gạo tiết kiệm, duy trì và nhân rộng mô hình tổ phụ nữ tiết kiệm, giúp nhau mua bảo hiểm y tế tự nguyện. Duy trì có hiệu quả 323 mô hình chi hội phụ nữ thu gom phế liệu tiết kiệm vì phụ nữ nghèo đã tiết kiệm trên 250 triệu đồng cho hội viên vay không lấy lãi. Bên cạnh đó, các cấp hội còn giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, vận động hội viên tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi mang lại hiệu quả cao. Sự đa dạng phong phú trong nội dung hình thức hoạt động các phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của hội phụ nữ các cấp đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, tạo chuyển biến sôi nổi, cổ vũ cán bộ hội viên phụ nữ tiếp tục phấn đấu, qua đó góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, tổ chức hội vững mạnh và cùng các cấp hội phụ nữ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Được triển khai thí điểm tại xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định từ tháng 9 năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã có 777 chi hội phụ nữ tại 9 huyện thành phố triển khai thực hiện mô hình nhóm phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế vì sức khỏe gia đình. Theo đó, đã có trên 13.000 hội viên phụ nữ tham gia nhóm tiết kiệm mua bảo hiểm y tế với số tiền tiết kiệm trên 1 tỷ đồng. Để tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên phụ nữ mua thẻ bảo hiểm y tế được nhanh chóng, hội phụ nữ các cấp đã ký kết nhận làm đại lý thu bảo hiểm y tế tại địa phương. Đến nay đã có 2 huyện Hải Hậu và Trịnh Ninh nhận làm đại lý cấp huyện. 5 huyện gồm Xuân Trường, Ý Yên, Vụ Bản, Mỹ Lộc, Sao Thủy có 76 cơ sở hội nhận đại lý thu bảo hiểm y tế. Riêng huyện Nghĩa Hưng, Nam Trực đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai dịch vụ thu bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện với Bưu điện huyện. Thông qua việc nhận đại lý thu, các cấp hội đã vận động hội viên và nhân dân mua trên 50.000 thẻ bảo hiểm y tế, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân của tỉnh lên 83,5%, tăng 9,5% so với đầu năm 2017. Năm 2018, hội phụ nữ các cấp phấn đấu vận động 87% trở lên hội viên phụ nữ tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế. Không ghi thời điểm hết hạn sử dụng, xác định đầy đủ thời điểm người tham gia đủ 5 năm liên tục và 10 số cuối mã bảo hiểm y tế là mã số bảo hiểm xã hội duy nhất của mỗi người. Đây là một trong những điểm mới trên thẻ bảo hiểm y tế năm 2018 mà người dân tham gia cần nắm rõ để đảm bảo quyền lợi trong quá trình khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Tuy mới được áp dụng, nhưng có thể thấy ở lần thay đổi này, ngành bảo hiểm xã hội tiếp tục có thêm một bước trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần hoàn thành mục tiêu chính phủ điện tử, ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Hải Dương. Thẻ bảo hiểm y tế không ghi giá trị sử dụng đến ngày mà chỉ ghi từ ngày. Và để biết giá trị sử dụng, người tham gia có thể tra cứu trên cổng thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo mã số bảo hiểm y tế ghi trên thẻ, hoặc có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi gần nhất để được giải đáp những thắc mắc.
Đến kỳ hạn đóng tiền, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ có trách nhiệm thông báo thông tin kịp thời để người tham gia tiếp tục đóng tiền, gia hạn thời gian tham gia mà không cần phải khai báo lập danh sách mới và chờ cấp lại thẻ mới. Cùng với những thuận lợi về hạn sử dụng, thẻ bảo hiểm y tế mới còn có mã số bảo hiểm xã hội, mã số duy nhất cho một người, đó là 10 mã số cuối in trên mã thẻ. Đây được coi là điểm mới mang tính ưu việt, giúp người dân dễ dàng theo dõi thông tin, từ đó đảm bảo quyền lợi tham gia khám chữa bệnh. Trên thẻ còn có thông tin đối tượng tham gia đủ 5 năm liên tục, cũng là một trong những quyền lợi quan trọng đối với các đối tượng phải cùng chi khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Theo cơ quan bảo hiểm xã hội, toàn ngành đã nỗ lực in cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia và sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám chữa bệnh để cập nhật, xác minh thông tin kịp thời cho người dân khi đến khám chữa bệnh nếu thiếu hoặc sai thông tin trên thẻ. Môi trường sạch cuộc sống xanh, chương trình do công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam tổ chức tại Nam Định đã thu hút hơn 300 nông dân huyện Nam Trực xuống đồng thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật làm sạch đồng ruộng. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của công ty Syngenta Nam Định, nơi được chọn đặt trung tâm nghiên cứu lúa lai. Huyện Nam Trực hiện có 9 xã đã xây dựng xong lò đốt rác, 2 xã đang xây dựng, 5 địa phương có bãi chôn lớp rác tập trung, 19 trên 20 xã thị trấn đã thành lập tổ thu gom rác thải. Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường Nam Trực, đến nay toàn huyện đã có 16 trên 20 xã thị trấn đạt tiêu chí về môi trường trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Riêng năm 2017, có 7 xã đạt tiêu chí môi trường, gồm Nam Hải, Đồng Sơn, Bình Minh, Nam Mỹ, Nam Toàn, Nam Cường. 4 đơn vị chưa đạt gồm các xã Nghĩa An, Tân Thịnh, Điền Xá và thị trấn Nam Giang. Hiện tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt của huyện Nam Trực đạt 85%. Những địa phương có các trục quốc lộ tỉnh lộ và đường trục huyện đã tích cực ra quân thu dọn vệ sinh môi trường dọc các tuyến đường. Năm 2018, huyện Nam Trực sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp giải quyết tháo gỡ bất cập trong công tác bảo vệ môi trường, phấn đấu các xã thị trấn hoàn thành tiêu chí môi trường để huyện Nam Trực đạt huyện nông thôn mới vào năm 2019. Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã phá thành công chuyên án C-2018 và khởi tố ra lệnh bắt tạm giam tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Đặng Văn Phương, sinh năm 1982, ở thôn Minh Thành, xã Đông Hà, về tội cướp tài sản. Từ ngày 21 tháng 1 năm 2017 đến ngày 21 tháng 1 năm 2018, đối tượng Đặng Văn Phương đã lợi dụng thời điểm nhá nhem tối từ 18 giờ đến 19 giờ, điều khiển xe mô tô đeo khẩu trang bịt mặt, chặn phụ nữ đi một mình trên các tuyến đường cánh đồng vắng tại địa bàn các xã Đông Vinh, Đông Hà, Đông Các, sau đó dùng dao đe dọa, nhiều lần thực hiện hành vi lục soát cướp tài sản. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Đông Hưng đã xác lập chuyên án, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ đối tượng. Quá trình đấu tranh mở rộng, đối tượng khai nhận đã 4 lần thực hiện hành vi cướp tài sản của phụ nữ trên các tuyến đường trên. Công an huyện Đông Hưng thu giữ được một số vật chứng của vụ án để trao trả cho người bị hại như một đôi vòng đeo tay bằng vàng, một điện thoại iPhone 5, một điện thoại Oppo Neo 7 cùng phương tiện vật chứng đối tượng dùng để gây án. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, thu hồi tài sản của người bị hại, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Phần cuối chương trình hôm nay là tin. Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên vừa bắt giữ 2 đối tượng đang tàng trữ, vận chuyển trái phép 60 kg pháo nổ trên địa bàn xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu. Các đối tượng đã tự giác giao nộp 23 hộp pháo giàn có tổng trọng lượng 49,4 kg cho cơ quan điều tra. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, toàn bộ 60,1 kg pháo trên là của một đối tượng tên Hiếu, không rõ địa chỉ. Đối tượng này mới quen trên xe buýt đã thuê vận chuyển với giá 4 triệu đồng. Tuy nhiên, chưa kịp giao nhận đã bị lực lượng công an bắt giữ. Hiện Công an huyện Khoái Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Đào Duy Thư và Đào Văn Lập về hành vi vận chuyển hàng cấm được quy định tại khoản 2, điều 191 Bộ Luật Hình Sự, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ, bắt giữ các đối tượng liên quan. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.